quý cha, kính thưa quý hội đồng mục vụ, giáo xứ, giáo họ, quý sư, quý thầy và cộng đoàn. Hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây trong thánh lễ này để cầu nguyện cho cụ Tô Ma Vinh Kim Quang, cụ sinh năm 1932 và lúc 8 giờ sáng nay giờ Việt Nam, cụ đã qua đời tại thành phố San Jose bên Hoa Kỳ. Cụ Tô Ma là người sinh sống tại giáo xứ Kim Bảng và ngài cụ rất là nhiệt thành trong việc giúp đỡ giáo hội như là một vị ân nhân của giáo hội khách riêng là của đạo chủng viên và của giáo xứ Kim Bảng. Trong khi sinh thời thì cụ rất nhiệt thành trong việc giúp đỡ đạo chủng viên trong việc giúp cho các thầy sinh hoạt hàng ngày, rồi cụ cũng hiện diện tại giáo xứ Kim Bảng và cũng giúp cho rất nhiều giáo xứ Kim Bảng. Và hôm nay tôi đã gọi cụ hưởng thọ 92 tuổi. Hôm nay hiện diện trong thánh lễ hôm nay có cha quản hạt, quý cha sư tiền nhiệm, quý cha trong giáo hạt phủ lý hiện diện nơi đây để cùng với giáo xứ và gia đình cầu nguyện cho cụ Tô Ma để nhờ y tế của Chúa Giêsu trên thập giá ban cho cụ sức được hưởng ơn Chúa. Nhân ánh sáng cho bà con và thân thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Là ông cha. Kính thưa ban người cùng giáo xứ, kính thưa quý ông bà và anh chị em, kính riêng là những người con, người cháu, người dắt của cụ Tô Ma Nguyễn Kim Quang. Trong niềm tin vào Chúa Kitô được nạn và phục sinh, chúng ta hiện diện nơi đây. Cụ Tô Ma như lời giáo xứ vừa nói, khi sinh thời cụ là một ân nhân đặc biệt của đồng giáo phận, ân nhân đặc biệt của giáo xứ chúng ta. Nếu như anh Trường là người giàu, là ân nhân, thì ông cụ chính là tinh thần, lòng đạo đức đã thổi vào nơi những người con đời cháu. Vì biến cố lịch sử Nam Bắc chia cách, thế rồi ông phải xa gia đình, xa quê hương, thế rồi ông phải sang bên Mỹ. Tuy ở bên Mỹ nhưng ông luôn hướng về quê hương. Chúng ta quy tụ nơi đây để cầu nguyện cho ông, nhưng cũng là cầu nguyện cho những người thân yêu trong gia đình. Xin Chúa ban cho cụ Tô Ma trong cuộc sống cụ có những lỗi lầm, xin lòng thương xót của Chúa tha thứ, và xin Chúa thương đỡ đơn chúng ta những người có năng sống nơi cuộc sống gần xa. Xin cho chúng ta vững tin vào tình yêu Chúa. Để lời cầu nguyện của Chúa là Chúa thương chấp nhận, Chúa đã nhìn nhận tội lỗi để chúng ta xứng đáng bước vào thánh lễ. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn vô năng. Và cùng hai chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng lời nói thiên thần và những điều tiểu xót.
đang dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa, Sư Chúa đã dùng bí tích thánh thầy làm cho phù tô mang nghi quyết kim quang nên giống hình ảnh Đức Kitô. Giờ đây xin cho người tin hữu này được thoát vòng tội lỗi và đêm ngày sau hết được cùng với các thánh của Chúa sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn của muôn đời. Bài trích sách khôn ngoan. Người công trình dù có chết sớm cũng được an nghỉ. Tuổi già đáng kính trọng, không phải vì sống lâu, cũng không phải vì nhiều tuổi. Thật vậy, sự hiểu biết của con người thay cho đầu bạc và đời sống trong sạch thế cho tuổi già. Người làm điềm lòng Chúa được Chúa yêu mến, và vì sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Chúa đưa đi. Người được cất đi, kẻo sự gian tà làm hư hỏng trí khôn, hoặc sự dối trá lừa phỉnh tâm hồn, vì sự quyến rũ của thú vui phù phiếm che khuất điều thiện, và cơn lốc dục vọng làm điên đảo tâm hồn chính trực. Người tiến đến mức hoàn thiện trong thời gian ngắn, khác nào đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Linh hồn người ấy đẹp lòng Chúa, nên Chúa vội đưa người ấy ra khỏi chốn gian tà. Dân chúng nhìn thấy mà không hiểu, cũng chẳng nghĩ ra rằng Chúa ban ân sủng và tình thương cho những người Chúa chọn và viếng thăm các thánh của Ngài. Đó là lời Chúa. Thank you.
cõi chết là hoa quả đầu mùa của những người đã yên giấc. Vì bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ đã chết. Cũng như nơi Adam, mọi người đều đã phải chết, thì nơi Đức Kitô, mọi người cũng được ban cho sự sống. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Người đầu tiên là Đức Kitô, sau đó là những người thuộc về Đức Kitô. Vào ngày người lại đến, rồi đến lúc cùng tận, là khi người trao vương quốc lại cho Thiên Chúa là Cha. Nhưng người còn phải cai trị cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, vì Thiên Chúa đã bắt mọi sự quy phục dưới chân người. Nhưng khi nói mọi sự quy phục, thì dĩ nhiên phải trừ ra đấng đã bắt mọi sự quy phục người. Vì khi mọi sự đã quy phục người, thì bấy giờ Chúa Con cũng sẽ quy phục đấng đã bắt mọi sự quy phục mình, để Thiên Chúa nên tất cả trong mọi sự. Đó là lời Chúa. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với người: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giê-xu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Chị Nghi xin kính chào quý cô, quý ông bà, toàn thể anh chị em. Đã lâu rồi cũng trở lại với giáo sư Kinh Bảng và trong thánh lễ. Hôm nay trở lại trong phòng tăng chế thì cũng không có những cái được vui lòng. Tuy nhiên thì chúng ta là những công giáo, chúng ta cũng ý thức tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống đều do sự an bài của Thiên Chúa. Chính vì thế cho nên là xin chia buồn cùng với chiêm như là gia đình của Quảng Quyết, tất cả con cái trong chân trong cái sự mất mát chia ly với cụ Tô Ma. Tất cả những gì về vụ quan thì cha quản hạt cũng như cha xứ vừa giới thiệu rồi, tôi cũng không có đề cập đến nhiều nữa. Chúng ta dừng lại ít phút để chúng ta suy niệm về cái chết, đồng thời chúng ta suy niệm tới cái niềm hy vọng, để rồi qua cái chết chúng ta sẽ hướng tới cái vinh quang mà chính Thiên Chúa đã ban cho những kẻ tin vào Ngài. Trước hết thì chúng ta thấy bài đọc thứ nhất nói tới cái sự khôn ngoan. Cái sự khôn ngoan không phải là cái sự khôn
ngoan người đời, nhưng mà cái sự khôn ngoan đó là đạt tới sự công chính. Đạt tới sự công chính thì không phải do con người có được, mà do chính sự công chính của Thiên Chúa công chính hóa con. Và những ai trở nên công chính thì sẽ được ở với Thiên Chúa. Ở với Thiên Chúa đó là cái sự sống vĩnh cửu và sự sống đời đời. Niềm tin chỉ dẫn cho chúng ta điều đó. Tuy nhiên, chúng ta sống trên trần thế này luôn luôn phải đối diện với những thách đố, với những khó khăn. Nhiều khi chúng ta đón nhận trong niềm tin yêu và hy vọng, còn trong cuộc sống chúng ta vẫn phải đối diện với những cái thách đố, với những cái mất mát, với những cái chia ly. Mất mát và chia ly luôn luôn để lại cho chúng ta sự đau buồn, sự đau khổ. Cái chết vẫn là cái điều đau đớn nhất, bởi vì khi có người thân qua đời thì chúng ta không còn gặp lại người thân nữa. Chờ đợi người thân của chúng ta được hưởng hạnh phúc đời đời trong Thiên Chúa, và chờ đợi ngày mà Thiên Chúa hoàn tất thế giới này để đưa vạn vật vào trời mới và đất mới. Chúng ta ý thức được rằng thân phận con người sống đời trần thế này nó đi theo quy luật của vật chất: sinh ký tử quy, sinh lão bệnh tử. Con người phải trải qua những chặng đường đó trên dương gian này. Đối với niềm tin của bài đọc thứ hai chỉ dẫn cho chúng ta rằng cái chết là do tội của nhân loại, tội của loài người đã kèm cái chết về phía của mình. Nhưng Thiên Chúa không để cho con người phải chết. Ngài đã ban con một đến trong trần gian này để rồi Ngài đi vào sào huyệt của cái chết để Ngài tận diệt cái chết. Ngài sẽ chiến thắng sự chết bằng cái phục sinh vinh quang của Ngài. Nếu như Adam phạm tội dẫn đưa cái chết vào trong thế gian và trong nhân loại, thì nay Đức Kitô chính là Adam mới. Ngài sẽ vào sào huyệt cái chết ấy để rồi Ngài đi ra trong sự chiến thắng vinh quang và dẫn đưa những ai tin và sống vào Ngài thì cũng sẽ được hưởng hạnh phúc trong vinh quang ấy. Đối với cái chết, ngay cả sự ra đi của Chúa Giêsu làm cho các môn đệ sao xuyến. Các ông lo lắng bồi hồi và rồi các ông buồn sầu. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: các con đừng sao xuyến, đừng sợ hãi. Thầy đi là để dọn chỗ cho các con. Thầy dọn chỗ xong rồi, Thầy sẽ đón các con đi cùng. Thầy ở đâu, các con sẽ ở đó với Thầy. Ông Tô-ma thưa với Chúa Giêsu: Thầy đi đâu con làm sao biết được đường đi? Nhưng Chúa Giêsu nói: Thầy là đường, là sự thật, dẫn đưa tới sự sống. Chính vì thế, cho nên Chúa Giêsu chính là con đường đưa tới sự sống toàn diện. Sự sống ấy trong niềm tin không chỉ nhắc nhở rằng qua cái chết thể lý mới có thể tiến tới cái sự sống vĩnh cửu, mà trong cuộc sống trần thế này, khi đã tin và bước theo Đức Kitô thì đã có sự sống của Chúa nơi mình, đã nhìn thấy vinh quang ở phía trước mà mình sẽ hướng tới. Và như vậy, sống có Chúa Kitô thì đã có sự sống vĩnh cửu nơi mình rồi. Bởi thế Ngài chính là đường dẫn đưa tới sự sống viên mãn, sự sống vĩnh cửu và sự sống trường sinh. Cô thủ môi mà qua một hành trình của cuộc sống đã đi tìm kiếm lẽ sống, đã đi tìm kiếm lẽ sống ấy để xây dựng cuộc đời của mình trong đời sống đức tin, trong đời sống Kitô. Cô không chỉ xây dựng cho riêng mình, nhưng mong muốn xây dựng cho mưu duệ của mình là con cái và cháu cháu.
cô không dừng lại nơi gia đình của Trần Thế, mà cô hướng tới giáo hội, chính là ngôi nhà, chính là gia đình lớn hơn. Tất cả những nỗ lực của cô để lùi cộng tác với giáo hội trong việc giúp cho giáo hội những cái điều mà cô có thể cộng tác để huấn luyện cũng như đào luyện các linh mục trong tương lai nơi chính chủng viện, không phải xa vời, ngay chính chủng viện Hà Nội này. Để từ sự công tác của cô, ngày hôm nay cũng có rất nhiều những linh mục đã hưởng được cái sự công tác của cô đó. Một hành trình đi tìm kiếm Thiên Chúa, một hành trình cộng tác với Thiên Chúa qua giáo hội để làm phong phú thêm những gì mà Thiên Chúa thường ban. Đức tin ấy là một đức tin được nhân lên, cũng như làm cho đức tin ấy xài hoa cánh trái trong chính sự cộng tác của mình, trong chính đời sống đức tin của mình, một đời sống đức tin có việc làm cụ thể để giáo hội mỗi ngày mỗi phát triển, giáo hội mỗi ngày mỗi rộng ràng. Không chỉ làm cho gia tăng, không chỉ làm cho rộng ra, nhưng để cho ơn cứu rỗi của Chúa đến với tất cả mọi người qua tác vụ của linh mục, để phục vụ cho cánh đồng truyền giáo, cho giáo hội, cho giáo phận được. Hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi thế gian để trở về với Thiên Chúa. Hành trình cuộc đời của cô đã khép lại, cô đã hoàn tất sứ mệnh nơi trần thế này. 92 cuối đời là một hành trình viên mãn mà biết bao người mong muốn đạt được tới đích điểm đó. Đối với cô, đó là một sự viên mãn trong ân sủng của Thiên Chúa, trong ơn gọi là người, ơn gọi là Kitô hữu, ơn gọi sống sứ mệnh làm chồng, làm cha, làm ông, làm bố nơi gia đình. Tất cả anh chị thấy quả thật cũng là một điểm sáng để mỗi người chúng ta có thể nhìn vào đó, để có thể học hỏi cũng như có thể sống đời sống đức tin của mình. Nơi giáo xứ Kim Bảng này, cô đã được sinh ra, cô đã được lớn lên, và rồi cô có thể đi ở khắp nơi nữa, tiếp tục vẫn nhìn về quê hương giáo xứ này. Trong thời gian 5 năm tôi phục vụ ở đây, đã gặp cô, đã nói chuyện với cô, đã ăn uống với cô, tất cả mọi sự xem ra nhẹ nhàng, thư thái, bình an, và vẫn tiếp tục. Nếu như còn hơi thở, nếu như còn sức khỏe, nếu như còn điều kiện, vẫn tiếp tục cộng tác với giáo hội trong phát triển của giáo hội trong thế giới hiện tại này. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống dù có cố gắng bao nhiêu chăng nữa, thì trước nhà Thiên Chúa chúng ta vẫn là những con người mỏng giòn yếu đuối, vẫn mang trên mình những cái khuyết điểm, những cái thiếu sót, thậm chí là cả tội lỗi nữa. Chính vì thế, cho nên vẫn tiếp tục cầu nguyện, xin lễ để xin Chúa đoái thương qua lời cầu nguyện, qua thánh lễ, qua hy tế thập giá mà Chúa Giêsu đã dâng hiến trên đồi Can-vê xưa, được tái hiện trên bàn thờ này để tiếp tục trao ban ơn cứu rỗi. Ơn cứu rỗi không chỉ là thanh tẩy, thánh hóa cụ để cụ xứng đáng hưởng nhan Thánh Chúa hơn, mà hơn bao giờ hết đó là trao ban ân huệ thiêng liêng cho mỗi một người chúng ta. Xin Chúa thái thường ban cho cụ Thomas về hưởng trọn vẹn nhan Thánh Chúa. Xin Chúa ban sự bình an cho Tàn Quyên trong lúc chia ly mất mát này, được sự bình an ở trong Thiên Chúa, biến đau thương thành lời cầu nguyện chân thành dâng lên Thiên Chúa, để xin Chúa khoan hồng thanh tẩy ban cho cụ trong hưởng nhan Thiên Chúa. Phần mỗi người chúng ta cũng hãy ý thức rằng sự ra đi của cụ là một lần nữa nhắc nhở cho mỗi người chúng ta, trong thân phận yếu đuối và mỏng giòn này, chúng ta cũng không thể sống mãi trên trần thế.
chúng ta cũng sẽ có một ngày phải ra đi. Chính vì thế cho nên chuẩn bị cho mỗi một người chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày luôn luôn được trang chứa hồng ân của Thiên Chúa, luôn luôn sốt sắng trong đời sống đức tin, luôn luôn hướng tới niềm hy vọng trong tương lai để xây dựng cuộc sống trần thế này, lo chu toàn bổn phận là con cái trong gia đình, là con cái của Thiên Chúa, là người chồng, là người vợ, là người cha, là người mẹ, là người ông, là người bà, để làm phát triển lên trong cuộc sống những ân huệ thiên biên. Nơi giáo dục chúng ta, cơ sở vật chất mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đang rực sáng lên niềm tin để chiếu soi cho những người xung quanh. Với tất cả những gì mà chúng ta đang nỗ lực xây dựng cơ sở vật chất nơi giáo xứ này, cũng mong rằng mỗi một người chúng ta là một tia sáng, là một ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi vào trong chính gia đình chúng ta, nơi con cái cháu chắt và nơi tất cả mọi người. Đồng thời, chúng ta cũng làm sáng lên những giá trị của đức tin, lan tỏa trong cuộc sống, lan tỏa cho mọi người, để họ tới đây với giáo xứ của chúng ta, nhìn vào cơ sở vật chất, nhìn thấy những ánh sáng đang chiếu soi, họ nhận ra nơi mỗi người chúng ta có sự hiện diện của Thiên Chúa và chính tin mừng của Thiên Chúa, để họ có thể tới đây đón nhận được ánh sáng đức tin, ơn cứu rỗi và sự sống đời đời. Xin Chúa đoái thương ban cho Thomas về hướng trọn vẹn nhận Thánh Chúa. Amen. Anh xem thân mến, chết là cửa ngõ dẫn vào sự sống mới. Tin vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin cho người quá cố và cho mỗi chúng ta. Cộng đoàn chúng ta đang hiệp dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho cụ Thomas của chúng ta về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin vì dòng máu cực thánh Chúa đã đổ ra trên thánh giá, cùng với thánh lễ, lời cầu nguyện của cộng đoàn và một đời âm thầm phụng sự Chúa và phục vụ giáo hội, mà cho linh hồn cụ Thomas sớm hưởng mùa xuân vĩnh cửu trên quê trời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng hoan hô cùng Chúa. Đức Giêsu đã phải trải qua đau khổ rồi mới được vào vinh quang dành sẵn cho người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị chủ trang luôn noi gương Chúa Giêsu, sẵn sàng đón nhận mọi biến cố vui buồn trong cuộc sống và luôn tín thác vào Chúa, hầu chứng minh tình yêu thập giá Đức Kitô và làm lan tỏa tin mừng cứu độ đến cho nhân loại. Chúng ta hãy cầu nguyện. Chỉ là kiếp tạm bợ chẳng qua. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang thất vọng chán trường vì đói nghèo, bệnh tật và muôn vàn thử thách đau thương, luôn cậy trông vào Chúa để được người nâng đỡ trở che, và xin Chúa thương giải thoát các linh hồn nơi chốn luyện hình. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cùng Chúa. Xưa Chúa Giêsu cũng đã khóc thương Lazaro và an ủi gia đình tang quyền. Giờ đây, xin Chúa cũng an ủi, bù đắp sự mất mát to lớn cho gia đình trong cảnh chia ly này, giúp họ đón nhận thánh ý Chúa trên cuộc đời của người thân yêu, và xin Chúa hoàn tất những dự tình còn dang dở của người ra đi và gia đình tang quyền.
chúng ta hãy cùng con cảm tạ Chúa đã đồng hành với người quá cố của chúng con suốt hành trình dương thế và hôm nay đã hoàn tất tốt đẹp trong thánh ý Chúa. Xin Chúa đón nhận người thân yêu này và cho chúng con luôn chuẩn bị cho ngày chúc mời gọi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Yeah.
đặt là đấng thánh đã nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế
chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến đoạn. Đang khi chúng con mong đợi đến hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Bye.
quý tích tình yêu này. Giờ đây xin cho cô cũng được cùng thần thánh chúng Phật vinh phục với Đức Kitô, người ăn sống và hiện trị muôn đời. Cha sư tiền nhiệm, cha đặc trách doanh nhân công giáo của tổng giáo phận, quý cha sư Tràng Châu, cha sư Bích Trì, và cảm ơn tất cả quý cô ông bà, quý sư, mọi người đã hiện diện trong ngày hôm nay để cầu nguyện cho Tô Ma cụ sẽ an táng tại bên Mỹ. Đến hôm nay xin tiếp tục quý cha, quý cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho cô. Con xin cảm ơn. Lễ xong quay chị em đi bình an. Cảm ơn Chúa.